Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy ở xưởng phun sơn đồ gỗ trên địa bàn phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hôm 18 tháng 7 vừa qua đến nay vẫn là nỗi ám ảnh với người dân địa phương. Lửa lan nhanh đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị của 3 xưởng kinh doanh liền kề. Một người làm việc trong xưởng cũng đã được xác định là đã tử vong. Sau vụ cháy này, nhiều lỗ hổng bất cập cho công tác phòng cháy chữa cháy tại các xưởng phun sơn làm mộc đã bộc lộ rõ. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14. 5 ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại xưởng phun sơn trên địa bàn phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện trường vẫn là ngổn ngang tàn dư bàn ghế, vật liệu cháy. Hai xưởng đồ gỗ, khung nhôm kính cạnh đó cũng bị biến dạng, đổ nát. Vị trí tôi đang có mặt là một khu vực nhà xưởng nằm liền kề với đám cháy xảy ra tại xưởng phun sơn đồ gỗ nằm trên địa bàn phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 18 tháng 7 vừa qua. Do chứa nhiều những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang khu vực này và thiêu rụi nhiều tài sản giá trị. Với những gì còn sót lại như thế này thì chủ cơ sở kinh doanh thì đang vô cùng lo lắng và cũng không biết đến thời điểm nào mới có thể hoạt động trở lại bình thường. Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ cháy đến nay vẫn còn hoảng sợ. Theo họ, từ khi những nhà xưởng này được dựng lên, nỗi bất an do cháy nổ của người dân mới bắt đầu xuất hiện. Thì cũng chả biết làm nào. À cũng thế thôi chứ bây giờ mình ở cạnh là mình cũng phải lo của mình chứ gần thì bây giờ biết làm nào nè. Thế cơ. Sợ quá, không mấy là hoảng hết cả vía. Khu vực này là mới thôi. Chứ trước ngày xưa cô ở đây làm gì có ai đâu. Dạo này người ta làm đến là thì là người ta mới làm nhiều chứ còn ngày xưa cô ra đây là không có. Chứ các nhà mình nhà cô mà còn hoang vắng ghê lắm. Gần đây này thì là những người ta chỗ khác người ta không cho làm ăn đấy thì người ta ra đây người ta làm. Vụ cháy chiều ngày 18 tháng 7 dù nhanh chóng được khống chế nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của ba nhà xưởng liền kề và làm một người chết. Theo những người chứng kiến, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do sự bất cẩn của thợ việc trong xưởng khi tiến hành bơm xăng vào can để phun sơn. Cả làng nghề thì tất cả mọi người đều có sở phun sơn và trong cái khâu mà sản xuất sơn ấy, do là thợ là làm nó gọi như là vô tình với người thợ học việc nên là người ta không có kinh nghiệm. Nên là nó xảy ra cái vụ là bị lổ bình xăng, bơm hơi nó lổ bình xăng. Khi tôi mà nghe tiếng lổ thì chúng tôi chạy ra thì xưởng nó cháy ra đến cửa rồi. Và mọi người cũng đều tham gia là để hỗ trợ cứu và chuyển đồ và chuyển ghế ra và vào cứu người bị nạn. Nhưng mà khi đó tiếng lổ thì nó bị lửa quá lớn, mọi người vào và không chắc không cứu được. Và người đó đã bị ngất ở trong đó rồi. Điều đáng nói, cạnh xưởng phun sơn đồ gỗ bị cháy là hàng loạt những nhà xưởng lụp sụp, tạm bợ, chứa đầy đồ gỗ, vật liệu cháy nổ. Những cơ sở này đều không bố trí các thiết bị về phòng cháy chữa cháy, chưa làm các thủ tục để thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Xưởng sản xuất đồ gỗ của ông Lương Văn Hảo được xem là kiên cố nhất trên trục đường số 1. Tuy nhiên, ông Hảo cũng chưa ký các cam kết về phòng cháy chữa cháy mà chỉ tự mua 4 bình cứu hỏa đặt dọc khu vực xưởng sản xuất như thế này. Nhà tôi làm xưởng ra thì thường tất cả các xưởng tôi cũng đã phòng cháy chữa cháy và tôi đã phải mua tất cả các bình cứu hỏa để mà ly chi cố xảy ra ấy, chúng tôi có thể có những cái đó để chúng tôi dập tắt được lửa ngay luôn. Công an thị xã Từ Sơn thì thường xuyên vẫn cứ nhắc nhở vấn đề để phòng cháy chữa cháy cho mọi người đây, nên tất cả mọi cái nó cam kết thì nó không có. Làm việc với phóng viên VTC14, đại diện Ủy ban nhân dân phường Trang Hạ cũng thừa nhận các xưởng gỗ trên trục đường số 1 chưa có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Những cơ sở này nằm trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, phường đã kịp thời phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Từ Sơn đi tuyên truyền và yêu cầu các chủ kinh doanh ký cam kết về phòng cháy chữa cháy. Các cái xưởng này mà thực ra là không mình chưa cái về hệ thống phòng cháy chữa cháy là chưa có, chưa đảm bảo, nói chung là phải chưa có vì nó những cái xưởng này phát sinh ở những cái này là nằm trên khu vực hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Thì thực ra nó mới làm đường thì nó mới nhìn nó mới dễ đi chứ hồi xưa thì nó là đường đất, đường ấy khó đi lắm. Một người chết, ba nhà xưởng bị thiêu rụi. Đó là hậu quả tất yếu của việc buông lỏng trong công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhà xưởng tạm bợ tại phường Trang Hạ. Khi cháy xảy ra, khi có người thiệt mạng, địa phương mới bắt đầu quyết liệt và yêu cầu các chủ xưởng hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy.